Winnie nhìn lanh quá ha. Đầu tiên là mẹ thốn thức, mẹ biết bé con đã xuất hiện trong thế giới ba và mẹ. Na 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 na, đồ ăn đầu tiên mà con yêu thích, mẹ đã hiểu ngay khi thấy được tín hiệu của con. La 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 la, giọng nói đầu tiên làm con nhận biết là của daddy. Con khẽ đạp nên mẹ biết con đang chào. Đi đa đã ba mùa qua vừa hơn 9 tháng, hạnh phúc biết bao khi mẹ được ôm trọn bé con. Mẹ nhớ nhớ như in sinh nhật đầu tiên bé con, con vui cười tươi thật tươi, chi tay vào chiếc bụng nói. Mẹ nhớ nhớ như in tiếng con gọi mẹ đầu tiên, những bước đi đầu tiên, những ngân nga đầu tiên. Lắc 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 la lắc lắc lư nà, lắc 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 la lắc lắc. Do you see me lắc 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 la lắc lắc lư nà, lắc 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 bé lành mẹ khỏe. Do you see me ngày nào còn trong bụng sáng tối đạp Isadun, nay bé đã mắt sáng nhanh trí chạy nhảy lung tung. Lúc no thì ung dung, thiếu mẹ thì lung tung. Chồng biết con làm gì vẫn đáng yêu vô cùng. Bé xíu nhưng tình anh làm gì cũng thấy lanh. Được cái luôn khỏe mạnh lại rất dễ dỗ dành. Thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn một cách ngây thơ, khiến ai cũng bất cười khi gọi chữ là rapper. Bé là điều ngọt ngào ba mẹ không ngờ đến, ai cũng dành cho bé tình yêu vô bờ bến. Có thêm Similac 5G luôn ở bên, những điều thú vị quanh bé càng được mở thêm. Từ đấy cho đến khi khôn lớn không còn xa xôi, mong sao con luôn luôn mang nụ cười ở trên môi. Dù ngày hay đêm chỉ cần con vui, hạnh phúc ba mẹ thế thôi. Similac Mom đã đồng hành cùng Nhi và anh Thắng trên hành trình làm mẹ lần đầu tiên đầy bỡ ngỡ từ lúc mang thai cho đến suốt thời gian Nhi nuôi Winnie bằng sữa mẹ. Bây giờ thì Winnie đã tròn 2 tuổi, trộm vía là lanh lợi và khỏe mạnh. Nhi rất tin dùng Similac 5G cho Winnie. Similac với 5HMO và Ganglioside giúp IQ cao hơn và hệ miễn dịch khỏe hơn. Các mẹ hãy cùng Nhi tham gia vào chương trình Similac 5G Bé Lanh Mẹ Khỏe để nhận thông tin tư vấn dinh dưỡng nhé. Lắc 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 lắc